Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh review Transformer VN của mình là Huy Long. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip unbox một con hàng rất là to, chà bá, và có lẽ là nhiều anh em biết cái con này. Nhiều anh em sẽ biết đến cái con này. Và không dài dòng nữa thì nó chính là cái con Optimus Prime của hãng Comic Cape. Đó. Thì nói chung là cái con này thì trước đây là mình đã gọi là từng có rồi, trước đây mình đã từng sở hữu rồi. Nhưng mà do gọi là nói chung là do bể quá ấy, thì cho nên là mình đã đành phải bán nó đi. Thực ra thì là cái đợt đấy là cái laptop của mình nó bị hỏng, thế cho nên là mình lại không có tiền để mà mua cái máy mới, với cả cũng một phần là muốn mua cái máy mới nó xịn xịn một tí, gaming nó mạnh mẽ tí, cho nên là đành phải bán cái con Optimus Prime đi. Và nói chung là rất là tiếc, và bây giờ nói chung là có cơ hội thì mình đã lại mua lại nó. Đó, thì nói chung là đây, hộp của nó thì sẽ như này và rất là to. Đó, hộp nó rất là to như này. Và hộp rất là nặng, tại vì bản thân cái con óp này nó đã rất là nặng rồi. Đó, thì đương nhiên nó là có bản quyền cho nên là họ lấy tên là Optimus Prime bình thường. Không có cái vấn đề gì cả, không phải lấy tên khác hay gì mà có bản quyền mà là Optimus Prime. Và logo của hãng ở dưới này. Đó. Bên cạnh này thì là chữ Transformer và biểu tượng logo đây. Generation này. Đó, hình mặt Autobot này. Đó, dưới này thì lại có cái chữ Omni Class và tỷ lệ là 1 chia 22. Đây. Omni Class và 1 chia 22 scale. Đó. Đằng sau này thì chúng ta sẽ thấy là vẫn là có tên của nó là Optimus Prime này. Đó, và đây là có cái gì đây, sẽ cần các bạn xem này. Đó, Optimus Prime, và đây là hình lưng của ông Ốc này. 50% die cast này, 50% kim loại, có đèn led light ở mắt này, on eyes luôn này. Đó, và đây là các cái khớp của nó này, hơn 60 khớp đây, more than some 60 point này. Playable, có thể pose các cái tư thế, và cao 15 inch. Đó, và ngoài ra là hai detail chi tiết cao. Đó là những cái điểm nổi bật họ in ra ngoài này cho chúng ta biết. Và ở dưới này thì là có logo của Hasbro Comic Cape và rất nhiều chữ tiếng Anh. Và dưới này thì là có tem, gọi là tem chính hãng, hàng chính hãng, cho nên là đây là tem Comic Cape và 7 màu này. Nhưng mà thực ra thì con này nó chả ai làm cái KO đâu. Mình nghĩ là cái con Comic Cape, con Op Comic Cape này chả có KO đâu, tại vì nó quá nhiều kim loại, chả hãng nào làm KO con này. Đó, thì nói chung là con này là một con hàng chính hãng của mình, Optimus Prime của Comic Cape. Rồi, thì bây giờ mình sẽ làm mở hộp nó ra xem bên trong nó sẽ có những cái gì như nào nhá. À, và ngoài ra thì mình phải nói luôn là con này là mình có order thêm một cái head, là cái head Nemesis. Cái head Nemesis là cái mặt một bên má đỏ ấy, cho nên là mình mở ra thì nó sẽ có. Thì nhiều bạn có thể sẽ thắc mắc là tại sao của mình không có, tại vì là mình mua thêm nhá. Còn các bạn nếu mà không mua thêm thì mở ra thì các bạn không có đâu, kể cả khẩu súng cái gì, khẩu súng blaster, weapon cũng vậy, nếu như các bạn là không 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 mua thêm thì nó sẽ không có. Đây thì mình mở hộp thì ở chỗ này nó có cái nam châm này, ở cái viên này nó có nam châm này đó. Chúng ta sẽ cầm vào cái vải dư ra đây này, chúng ta mở nó ra này. Đó. Rồi, thì bên trong sẽ chúng ta sẽ thấy như thế này. Đó. Đó, mình sẽ mở rộng ra cho các bạn xem như thế. Khi chúng ta mở ra thì nó sẽ như thế này. Và chúng ta sẽ không thấy có sách hướng dẫn. Tại vì đơn giản thì con này nó cũng không có cái gì mà hướng dẫn nhiều, cho nên là những cái gì cần hướng dẫn là họ ghi in ở đây luôn này, các bạn nhìn này, họ ghi in đây luôn đó. Các bước lắp chủ yếu là lắp cái siêu thôi, cái siêu là chúng ta cũng phải thay tách nhiều part để lắp cái siêu đấy, có mấy bước đấy thôi đó. Và đây là hình cách cài đây, cái siêu, cái kiếm này, cho nên cái siêu và gắn vào lưng này đó, và cái tư thế này cũng khá là đẹp. Có lẽ là mình sẽ pose tư thế này hoặc là cái tư thế mà chống kiếm của Optimus đó. Và đây chúng ta sẽ thấy vẫn có logo và vẫn có chữ Transformer, và ngoài ra là ở đây là sẽ có hình gọi là tổng hợp tất cả các cái phụ kiện mà nó có. Đây.
khiên kiếm rồi các thứ đúng như hình này luôn. Đây thì chúng ta cũng sẽ có là như thế này, khiên này, kiếm này, hai cái bàn tay phun ngón này, hai cái bàn tay nắm đấm này, và cái mặt nạ ở đây này. Chỗ này là cái chỗ để dắt kiếm này, cái chỗ này là cái chỗ để cài shield này. Đó, bên này chỉ có như vậy thôi. Và bên này thì sẽ là ông Optimus, một cái mô hình Optimus ở đây. À đây, cái head đây. Đó thì mình sẽ mở ra luôn. Chúng ta sẽ xem op trước nha. Hay xem phụ kiện trước, thôi khả năng là xem phụ kiện trước đi. Thì mình sẽ bây giờ mình cứ dựng như này, mình mở ra để biết nó có đổ không nhỉ? Chắc là không đổ đâu, tại vì nó có cái xốp đen ở đây rồi, nó giữ rồi. Thôi được rồi, kệ đổ chả sao. Ở đấy thì nó sẽ có một cái tấm mica. Cái này mình thấy nó rất là cứng, có lẽ đây là cái tấm tấm nhựa rất là cứng và màu trong như thế này để chặn lại và để chống xước. Đó, một cái tấm như này rồi thì đúng như mình đã nói rồi, nó có xốp giữ cho nên là không bị rơi. Thì chúng ta sẽ xem cái bàn tay trước nha. Đây, ở đây là có hai cái bàn tay, hai bàn tay của em đây, em mua cho mẹ xem này. Đấy. À, đây là hai cái bàn tay cầm kiếm đó. Cái con bạn nào mà xem cái kênh của mình ấy thì lần trước mình con comic clip mình mua là nó bị lỗi, à không bị lỗi mà nó tức là chỉ có một tay cầm kiếm thôi và đó là tay phải, cho nên ông óp này, ông óp đó hồi trước mình là chỉ mặc định cầm kiếm là tay phải thôi, nhưng mà đây này đúng ra nó sẽ phải như thế này, này hai lỗ hai tay này đó như này này thì nó sẽ có thể cầm kiếm hai bên tùy chọn ý thích của mình. Đó rồi tiếp theo sẽ là hai cái bàn tay gọi là phun ngón đó. Bàn tay phun ngón là cái gì? Tức là nó có thể cử động phun tất cả các ngón như thế này và mỗi ngón sẽ có 3 đốt. Đó. Thì mình hay gọi là phun ngón. Nó là như vậy. Đó. Khá là dít, các cái ngón tay này khá là dít. Đó, nó là phun ngón thì đương nhiên rồi. Khi mà phun ngón thì chúng ta sẽ có thể làm được cái điều này. Đó, mặc dù là cũng không hay ho cho lắm nhưng mà chúng ta sẽ làm được. Đó. Mình không ý gì đâu nha, mình chỉ pose thử cho các bạn xem thôi chứ mình không có ý gì đâu nhá. Rồi, đó là bàn tay phun ngón. Hai bàn tay phun ngón. Thì bên này cũng như vậy thôi. Bàn tay phun ngón, đó. Và tiếp theo chúng ta sẽ xem đó là những cái phụ kiện nhỏ nhỏ ở đây. Thì đây. Đây chính là cái để cài siêu vào lưng này. Cái tấm này nó sẽ gắn vào lưng óp này, sau đó cái siêu sẽ gắn vào đây. Đó, nó là như vậy để mình nói cho các bạn hiểu nó như vậy. Đó, tiếp theo thì là cái tư dắt kiếm, cái này cũng sẽ gắn vào cái siêu hoặc là gắn vào lưng thì cái kiếm nó sẽ sao cứ bị mất nét thế nhỉ. Đó. Rồi thì cái kiếm nó sẽ cắm vào đây, nó là như vậy. Và tiếp theo thì đây là cái gì đây, đây là cái mặt nạ, đây là cái mồm đó, đây là cái mồm của óc lúc nói chuyện thì nó sẽ như này. Như thế này thì chúng ta sẽ biết được là trong mặt con này đang là đang chiến đấu và đây là cái mồm để chúng ta thay. Đó. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ xem đến cái kiếm. Và rất là dài. Đó. Đây các bạn có thể xem tay mình này. Với cái kiếm này. Thì cái kiếm này thì là cũng khá là chi tiết. Chúng ta có thể thấy được các cái sự chữ Cybertron rất là nhiều ở đây. Đó, còn thánh nào dịch được thì mình quá nể luôn. Đây, chữ Cybertron này. Có thánh nào dịch được không? Đó. Đó, rất là nhiều chữ Cybertron ở cả hai bên. Đó. Thanh kiếm khá là dài. Đó. Tiếp theo là cái shield. Đây thì nói chung là cái những cái phụ kiện này và bản thân cái ông óp này là được làm sơn theo kiểu Butterdam, cho nên là chúng ta sẽ trông thấy nó sẽ sước sước như thế này. Đây nó sẽ sước sước này,
rồi nó đen đen như thế này, đen 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 đó, và xước xước đó chính là bắt đầu đan. Đó đằng sau đây cũng rất là xước và đen đen bẩn bẩn này, đó là bắt đầu đan mà. Đó, và cái siêu này thì không có đèn đâu, nó chỉ có mỗi đèn ở cái đầu thôi, chứ còn như con OPA thì nó sẽ có đèn lây nữa, và cái súng này rất là dài. Đó thì cái siêu này là như vậy. Đấy, như vậy là đã hết phụ kiện rồi đấy. Bây giờ mình sẽ lấy ống ốp này ra nha. À, vẫn còn phụ kiện nữa, đó chính là cái đầu thêm, cái đầu Nemesis mà mình muốn thêm ấy. Đó. Đây. Đây chính là cái đầu Nemesis. Nó sẽ có, mình lấy cho các bạn xem nhé. Lấy ra cho các bạn xem luôn, không phải lăn tăn gì cả. Đấy, có mặt nạ nữa đây này. Đó, cẩn thận lại rơi. À, nó dính dính nam châm, dính nam châm. Đấy, nam châm. Đây. Đây là cái mặt lúc mà nói chuyện này. Và đây là đang đóng để chiến đấu này. Đấy. Thì đây. Đây chính là head Nemesis mà mình mua thêm đây. Đó, nó cơ bản cũng giống cái head kia thôi, nhưng mà nó sẽ sơn sẵn luôn một nửa má là đỏ như thế này. Đó. Và để mình xem nó có đèn không nhá. À, có pin luôn không nhá. À, chỗ này thì lại ấy mất rồi. Chỗ này thì lại vít mất rồi. Vít ở đây mà mình sẽ thử xem. On off đây. Ở đang on đi rồi. Đang on đây mà không thấy sáng nhỉ. À, nó hơi chập một tí. Mình vừa ấn tay vào thì nó sáng rồi. Đấy, nói chung là mắt nó sẽ màu tím như này. Nó chập chập thế nhỉ. Happy yếu. Đấy, thì tóm lại là mắt cái đầu này sẽ mắt màu tím. Rồi tắt đi. Chập 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 nghiên cứu xong. Đó, thì cái head này là Nemesis cho nên mắt nó sẽ màu tím, đèn led màu tím. Đèn led có màu tím, đó. Cái này cho dính đây luôn. Đấy, để ra đây đã, cũng là phụ kiện mà. Đây là cái túi đựng này. Đấy, rồi, bây giờ mình sẽ lấy ống ốp này ra. Thực ra mình có một cái lỗi là làm các clip unbox nó rất là lâu. Tại vì mình hay nói linh tinh lắm, hay nói linh tinh miên man, cho nên là thường thì các clip unbox nó chỉ nhanh ngắn gọn và nhanh gọn đơn giản thôi, nhưng mà mình clip unbox mà mình cũng làm rất là lâu, nhưng mà thôi kệ, có sao mình làm vậy nhá, các bạn thông cảm phát. Đây là mấy cái xốp để gọi là để cho nó chống va đập đấy. Đó, ở đây đây. Đấy, trông như cái, nhưng trông như cái trim còn ở đây đấy. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra này. Bên trong này mình thấy có gói gia vị. Đùa thôi, đây là cái gói hút ẩm. Đây, do not eat để không được ăn đây. Đó. Silica. Gói hút ẩm. Bên trong nó có những cái viên gì ấy. Nói chung là gói hút ẩm. Rồi. Và đây chính là Optimus Prime Comic Cape. Đó. Và phải nói là nó rất là nặng luôn. Đây. Rất là nặng. Thực sự là rất là nặng, 50% kim loại mà. Đây. Rất là nặng luôn, bàn chân nó cũng là bằng kim loại. Rất là to và nặng cho nên là kinh khủng. Đấy. Thì đây chính là cái con nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, rất là to. Nhưng mà tuy nhiên là phải có một số điều nói về con này. Thực ra trước đây mình đã có clip nói về cái con này rồi, và cũng như là mình đã sơn lại một số chỗ cho nó. Có lẽ là con này rồi mình cũng sẽ sơn lại một số chỗ cho nó đúng với phim thôi. Đấy. Thì nói chung là
Con này thì theo như người bán bảo là con này là hàng đời đầu, tức là nó làm gọi là cẩn thận hơn những cái hàng đợt sau ấy, hàng chất lượng hơn ấy, kiểu như vậy đấy. Nói chung là mình thấy nói chung là hàng cũng đẹp cũng ngon thôi, chứ còn hàng đợt mấy thì cũng chả quan trọng lắm, miễn là nó ngon đó. Nó sau đây đó cũng rất là xước, sơn theo kiểu xước Rotterdam rất là nhiều đó, đó rất là nhiều. Và như mình nói đấy, như chỗ này nó phải là màu đỏ với đúng này, thì đây lại là màu bạc này đấy. Và hai cái bàn tay đang được lắp ở đây là bàn tay nắm đấm, bàn tay nắm đấm chúng ta không thể cho nó cầm cái gì được, nó chỉ là nắm đấm thôi đấy, cũng không cử động được ngón đó. Và cái mặt của nó là mặt robot bình thường, à mặt óp bình thường, không phải là mặt Nemesis. Mặt Nemesis là cái mặt kia. Và mình sẽ thử xem là nó có đèn sáng nhá, chắc là cũng có thôi, thì tháo đây ra đó thì cũng là on off. Đó, lên đèn ngay. Mắt màu xanh. Đấy. Rồi, tắt đi. Nói chung là có sẵn pin luôn. Khá là ok. Cầm nặng quá. Thực sự là mình cầm là mình thấy mỏi tay luôn đấy. Và có những cái sợi dây này là bằng cao su này, bằng cao su mềm này, đấy. Rồi, nói chung thì đúc kết là như thế này nhá, là cái con này thì mức giá của nó là khá là cao các bạn nhá. Mức giá của cái con Orb Comic này nó khá là cao, tại vì thứ nhất là nó là hàng chính hãng, thứ hai là nó to, và thứ ba là nó có 50% die cast, đấy chính là cái giá trị nhất của nó. Rất nhiều kim loại mà mình cầm mình review cho các bạn mà mình cũng thấy mỏi tay luôn ấy. Thì nói chung là cái con này, cái mức giá mà mình mua cái con này, có nên mình có nên công bố đây luôn không nhỉ? Thì mình mua một giá, nhưng có thể những cái shop họ lại bán giá khác mà mình công bố giá ở đây thì nghe chừng cũng không hay lắm. Thôi thì mình sẽ không công bố giá ở đây nữa, mà bạn nào thực sự muốn quan tâm về giá của nó thì inbox mình sẽ giải đáp cho nhé. Mình sẽ không công bố giá ở đây nữa, nhưng nói chung là cũng không rẻ đâu, cũng không rẻ đấy. Thì nói chung là đấy là những cái điểm giá trị của con này, và mức giá của nó thì như mình nói rồi cũng không rẻ. Và ngoài ra thì con này nó không chan form được nhá, mình xin nhắc lại là không chan form được, nó là gọi, nó gọi là mô hình đấy, nó chỉ là một cái mô hình như thế thôi, và có các khớp cho nên là chúng ta có thể pose thế các thứ đấy, nhưng mà tuy nhiên nó sẽ không chan form được, nó chỉ ở dạng rút như thế này thôi. Và nói chung là còn nói chung là bạn nào thì có điều kiện là nên mua, thực sự là nên mua con này mà trưng nó bao ngầu. Nhưng mà tuy nhiên là nếu mà có điều kiện hơn nữa thì mua hẳn con Orb 3A TLK đấy. Nếu mà có điều kiện thì mua hẳn con đấy luôn, con đấy thì mười mấy triệu cơ, nhưng mà con đấy thì đáng chơi lắm. Khi mà chúng ta có con đấy rồi thì chúng ta nhìn con này nó chán luôn ấy, tại vì con 3 nó chi tiết lắm, nó sát phim cực kỳ luôn đấy. Còn con này thì nó còn sai màu một số chỗ đây này, còn phải sơn lại cơ. Rồi thì tóm lại là clip unbox của mình đến đây là kết thúc nha, dài dòng quá. Rồi, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.